Nhà vườn Hoa Trà My xin mến chào lại tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay nhân tiện đây có cái trà my, cái này là ngoài Bắc gọi là cái thiện này, trong Nam thì cái này người ta chỉ gọi là cái màu hồng thôi, ngoài Bắc mình gọi là cái thiện mà còn không biết cái tên nào cho đúng. Hôm nay tiền cây nó đang có nụ hoa thì review cho tất cả mọi người xem một vòng. Cái này thì nó đang hoa, nó có hai cái hoa. Vào mùa mưa nên là cây thì nó thông thường nó hay ra mầm ra nụ ra hoa rất là nhiều. Cái này của mình đang uống lại. Chào bác, có chị chúng tay. Cái này được cái đồ thoát thân cũng hơi khá cao. Là cái thước cái bàn đó cho ba coi, ba đo cái thước. Vân cũng đẹp, chốt lại canh cũng đẹp. Cái này thì mình cũng mà mua lại của người ta thôi, chứ không phải cây mình trồng lâu rồi. Đây có cái nụ này. Đây là có cái thước nữa, có cái thước nữa, cái thước tròn tròn được rút lên hình như dưới bàn á, cũng cầm lên ba quay phim. Cái màu mà cái thiện này thì nhìn cái màu nó cũng rất là tươi, bên giữa nó có cái nhụy, cũng được 3-4 cái nhụy á, để mình ra mình ngất cái cây của mà hồng Đà Lạt vô so sánh. Đây là cái hồng mà phấn mà Đà Lạt, hồng phấn Đà Lạt này thì cái hoa của nó không giống như cái kia, cái này nó nhiều nhụy hơn. Mình lấy một bông cho mọi người xem đây. Đó, nếu mà so sánh hai màu thì nó cũng ngang ngửa cái màu giống nhau, mà bên cái hồng phấn Đà Lạt thì nó nhiều cái nhụy ở giữa hơn, còn bên kia thì ít nhụy hơn. Nói về cái lá thì cái lá này nó tựa tựa như hồng hồng của hồng phấn Nhật á. Hôm nay bắt đầu hoa nó hé nữa rồi. Cái này cũng khá là cao, nếu mà tính từ cái chân trầu này mà lên trên tới cái đọt nó thì nằm ở khoảng cỡ 2 mét á. Đây mình có cái thước này, đo thử là nó thoát thân được bao nhiêu. Sao mình quay một tay mình cầm cái thước, nó thoát thân được 70 thì chiều cao của nó từ dưới này lên thấu trên này thì tầm khoảng 2 mét đó mọi người, cái khá là cao, nó nhánh rất là nhiều. Đó là mình chưa cắt mấy cái đọt để cho nó ra nữa đó. Thế thì mình cắt mấy cái đọt này để cho nó ra cái đọt cho nó nhiều. Cái này thì mình đang làm một cái tấn dù, mình đang níu cái tay cành ra. Đó, cái này thoát thân rất là đẹp, nó là cốt chậu lâu năm rồi quý vị. Nó nằm trong cái chậu này thì thật sự ra rất là lâu lắm rồi. Chậu này thì mình cũng ít thấy ngoài thị trường, cái kiểu họ làm theo cái kiểu chậu mà hồi xưa người ta làm theo cái kiểu cái rổ để đan á. Đó, mà được cái gốc nó có cái nâu rất là đẹp. Để mình quay gần cho mọi người xem. Đó. Cái nâu nó nhìn gọi là cái đề gốc á, nó nhìn rất là chắc chắn, rất là cứng cáp.
Nó chỉ là một cái gốc dựa lên và chắc chắn. Đặc biệt cái thân cây này nó không có thẹo. Thì mình đo thử cái vanh nó được bao nhiêu. Cái vanh nó chắc tầm khoảng mười mấy thôi. Nó không có nhiều đâu. Nhưng mà được cây nó thằng thằng thơm. Không có cong vinh, cong vẹo gì hết. Lâu rồi mình mới đăng lại cái video này. Vì lâu rồi bận đi làm không có thời gian nên mình không có đăng được. Mình đo ở đây đi. Vanh nó 13 cm. Đây. Vanh được 13 cm. Thoát 70. Cao từ chậu lên cao từ dưới chậu lên là tầm hơn 2 mét á. Nó cao lên đó luôn mà quý vị, nó là nó tán âm tầm. Này, tán nó rất là âm tầm, rất là đẹp. Cây không có sâu bệnh, lá tươi mơn mởn. Cây này thì tại chỉ cái điểm chốt tay cành thì nó chia làm đôi. Ngang đây. Từ dưới một cái thoát thân lên. Một cái thân chính của nó ngang đây là nó chia làm đôi. Nó chia làm đôi rất là cân đối cái cây luôn. Rồi tiếp tục lên làm đôi đó là nó chia thầy để đây thêm một dàn tay cành nữa, bắt đầu nó chia nhánh ra. Đây là hoa của nó. Hoa rất là đẹp. Thầm mi mà ra hoa thì không có cái hoa nào so sánh bằng rồi. Mọi người nhìn trong video á, thì thấy nó màu nó hơi sáng hơn là do là mình để chế độ auto focus á, nên cái máy quay phim nó hơi lệch sáng lệch màu một xíu, nhưng mà nó cũng tương tự như mọi người xem vì nó sáng màu trong máy quay thì nó sáng màu thôi, còn mà ở ngoài thì nó sậm màu hơn một tí. Lá nó rất là đẹp, không có những con sâu bệnh. Đây tiếp tục có thêm một cái nụ nữa. Nó sắp sửa là nó nở hoa luôn. Cái này bữa giờ là mình đang chăm lại cho nó ra cái tán. Cho nó cân, cho nó đẹp. Mà nếu mà nó ra hoa phía trên này mà nó có thêm đầu nó ra hoa nữa thì nhìn cái cây này là Tết mà chân này đúng đẹp luôn quý vị. Thông thường thì Trà My thì không phải riêng gì nó Tết nó có hoa, mà thực sự là nó có hoa cũng quanh năm. Nhưng mình hoa của mình đó, nay mình sẵn qua đây mình quay cái hồng pháp cho mọi người xem luôn nè. Đấy, cái hồng pháp này hôm nay nó không có hoa này. Cái Trà My. Đây là cái cây này là cái hoa Trà My hồng pháp, ở ngoài miền Bắc là hay gọi là cái hồng ngọc trai. Đó, cái này vừa rồi mình cũng ngắt bớt nụ cho nó nuôi thân, bắt đầu nó lên lại này quý vị, bắt đầu nó để nhánh ra này quý vị đó. Bây giờ mình lặt luôn, lặt bớt cái nụ để cho nó nuôi. Nó nuôi thân lá cành mới mới lật lật được hai cái nụ. Nó bị dính thuốc hay gì đó, bị hơi héo cái cành. Bên này là cái điểm tuyết. Ở đây cái điểm tuyết. Điểm tuyết trà. Nó đang vô mùa cũng hoa nở luôn, đầy luôn, nụ đầy luôn. Cái cây con của nó cũng nhổ làm vậy, nó lên. Cái gì vậy? Cái cây Trà My con á, cái cây Trà My á. Còn cái này nó bé bé thôi nè quý vị. Cái này thì hơi hồng phấn. Đó, tới cái mùa nó
có hoa thì nó đua nhau nó khoe sắc. Quý vị và các bạn có yêu mến cây nào thì cứ nhắn tin cho nhà vườn, rồi nhà vườn sẽ chia sẻ lại cho. Những cái cây này sẵn mình thì mình quay luôn này, nó đẹp chưa quý vị, nhỏ nhỏ thôi, nhìn rất là xinh xinh. Cây này thì thoát thân. Nhìn nó nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn rất là đẹp. Nó nhớ mình cái này thì mình thấy vậy chứ mình vô chậu cũng lâu rồi đó. Nó cứng cáp lắm rồi, bắt đầu nó mới có hoa, ổn định nó mới hoa. Cái điểm tuyết này bắt đầu nó tí nữa mình phải lặt nụ cho nó luôn nè, vì nó nhiều nụ quá rồi, để cho nó nuôi thân ra cành. Vào mùa thì đa số cây đa số là đều nở hoa hết. Trong này mình cũng có một cây tứ quý cũng đang có hoa luôn nè. Trà tứ quý bắt đầu nó hoa này quý vị, đỏ ngầu luôn này. Trong này có một cây cũng đang có màu đỏ thì mình vào đây mình quay luôn. Mấy bữa giờ mưa nên không có thời gian mà chung lên đây. Ủa cây này màu đỏ đẹp quá quý vị ơi. Đây. Cái hoa này quý vị đó. Cái màu này thì cái cây này hồi xưa là cũng là một cái cây nhánh chiết ra, một cái mè, mà cái cây mè thì mình chia sẻ cho một người chơi ở ngoài tỉnh Vĩnh Phúc rồi quý vị. Giờ nó chỉ có cái con thôi. Mình trồng ở trong một cái chậu chậu xanh này nè. Cái chậu này là hồi trước là cái chậu này mình đi về Phan Rang mình chơi á, xong mình thấy có cái gia đình nó bỏ không, không có trồng, bữa mình mới mua lại. Cái chậu này có một cái đặc biệt á là nó mát quý vị, luôn luôn cái chậu này nó luôn luôn nó hút nước giống như cục gạch vậy, cho nên mình mới thích là mình trồng cái trà mi vào. Quý vị nhìn này, nó lúc nào nó ẩm ẩm á, xong rồi nó có nước nó cứ thấm vô cái chậu á, thành chậu á, có nghĩa là mình tưới xong cái từ cái chậu này nó hút nước như cục gạch vậy á. Không biết cái trà mi này nó lại thích ẩm nữa. Hôm nay mới ra thấy cái hoa của nó nữa, hoa này. Khóa nước lại. Khóa nước lại. Mọi người thấy cái hoa đẹp chưa? Mình zoom lại đó. Nó có mấy cái chấm, cái cánh chấm chấm trắng trắng ngay cái cánh á. Nó rất là đẹp, không biết cái hoa này nó tên là gì nữa. Nhìn đẹp, mình ra vô tình quay mới thấy nó ra hoa chứ bữa giờ mình mới thấy nó ra hoa quý vị. Lâu nay cứ trồng thôi chứ chưa biết khi nào nó mới ra hoa. Và hôm nay thì thấy nó ra hoa sẵn quay luôn. Cái này quý vị nào thích thì mình cũng chia sẻ lại. Vì mình chia sẻ lại bớt cây chứ vài bữa mình chuyển ngoài vườn vào một số cây nữa. Không có chỗ để nè, quý vị thấy là cây của mình nhỏ. Gốc nó đẹp. Nhưng mà đa số là cây ngoài không đó quý vị. Mấy con mình nó đang xếp mấy cái chậu hoa của nó trồng này. Nó trồng cũng bự cái cam cái quýt gì nó ăn hột rồi nó bỏ ở đây nó ương nó lên luôn. Cái hồng Pháp, hồng Ngọc Trai quá đẹp luôn. Nhà mình thì đủ màu đủ kiểu hết, cái màu gì cũng có. Này là hồng rồi cái hồng Đà Lạt, phấn hồng Đà Lạt. Cái này thì cái Nhật nó đang có hoa, nhưng mà mình quên quay phim với mình rực luôn cái hoa rồi. Video của nhà vườn tới đây cũng xin kết thúc, vì quay chủ yếu là giới thiệu về cái cây trà mi thoát thân này thôi, để cho mọi người ở xa
có cái niềm đam mê cây, để ngắm cây, cũng như là nếu mà ai thích thì mình chia sẻ cây. Xin cảm ơn và chào, hẹn gặp lại tất cả mà quý vị và các bạn trong những video khác. Xin chào, tạm biệt.